Xin kính chào quý vị. Hải Cao Minh đang có mặt trên đường Phạm Văn Đồng, phường 3 Gò Vấp, hướng đi về cầu Bình Lợi, về Bình Triệu, Thủ Đức này. Đường Phạm Văn Đồng này là mới mở cách đây khoảng 3 năm, để nói từ phi trường Tân Sơn Nhất đi về Thủ Đức, Biên Hòa. Đi đường này nhanh lắm quý vị, không phải đi cái đường cũ là cầu Sài Gòn. Buổi tối dọc hai bên đường bán quán nhậu, quán ăn rất là nhiều nè. Rồi phía trước có xe lửa chạy qua vậy, đèn đỏ mình phải dừng lại chờ đó. Rồi leo lề lên nặng sát đường ray, quý vị thấy xe lửa rõ ha. Chờ một chút nha quý vị, xe lửa đó, quý vị nghe tiếng còi nó sắp qua. Nên là bên phải màn hình nó chạy qua bên trái màn hình. Nên là từ ra qua hướng về hướng Biên Hòa vậy. Chạy qua bên trái đó. Từ đây có thể đi Phan Rang, Phan Thiết, Nha Trang, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Huế, Hà Nội luôn đó vậy. Đi Hà Nội khoảng 40 tiếng. Xe lửa có giường nằm, máy lạnh hết đó gì ha.
giao lộ giữa Phạm Văn Đồng và Lê Quang Định, quẹo phải là về chợ Bà Chiểu, Lăng Ông ấy. Xí đi về cầu đỏ, đi về nơi Trăng Long Bình Thạnh đó. Bên khu Thủ Đức, Bình Thạnh ban đêm nè, đây cầu Bình Lợi ban đêm ngồi trên lan can cầu hóng mát nè. Bình Thiệu gì?
bên phải là quốc lộ 13, quẹo phải đi vô ngã tư Hàng Xanh đó vậy. Còn quẹo trái ở đây là đi về Bình Dương lấy tiêu. Thank you. See you, quý vị nha.